Nhau rồi. Xin chào quý bác anh chị và mọi người cùng quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Ahuan TV. Và vẫn tiếp tục chương trình đi mua đất cho em cấy. Thì anh em cũng ngắm được một điểm và cũng có hỏi sơ qua về gia đình. Thì bây giờ anh em ra đây để mà xem cái chỗ đất này, để quay lên để các bác cùng biết là cái địa điểm mua nó sẽ như thế nào các bác nhé. Cái chỗ này, cái nhà chủ là ở ngay trên này đúng không? Đúng rồi, trên này. À, trên đỉnh này đúng không? Thưa các bác, đó là ở đoạn này thì là nó là cái mặt đường bê tông các bác nhé. Thì đã cách xa chỗ nhà bố vợ em cấy là khoảng hơn 20 cây số rồi. Vậy nên là nhiều cái nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Thì tránh để ảnh hưởng đến cái này cái kia, không đến lúc là cấy mà làm xong nhà rồi cứ ngày ông ấy sang ông nhiễu một lần thì nó cũng không hay. Đâu người ta chỉ cho đoạn nào hả cấy? Đoạn này bên dưới này. Lý tưởng mặt bàn ở trên này chứ. Được trên này thì ngon nhỉ. Đấy. Cái chỗ nào mình xem này. Trên này không bán. À, trên này là không bán đúng không? Bán ở dưới này. Bán. Đâu trên này? Là chú với lại chú đấy chỉ thì từ đây đi cho đến chỗ rào theo cái cây kia xuống dưới kia. À, từ đây cho tận bên kia gì? Chỗ này chưa trồng ngô đâu đúng không? Chưa. À, chưa thì đi thoải mái không? Tí để dẫn ngô người ta. Chỗ này thì cũng không xa đường lắm, với cả là nó tiện cái đường bên này vào cả đường bê tông ấy. Nhưng chỗ này cũng được, không đến nỗi đâu dạ. Anh thấy là cũng không đến nỗi xa được xa đường bê tông lắm. Em thấy cái này được cái 60 kìa. Cái chỗ 60 triệu kia thì đến cây rào này à? Vâng. Đến tận đấy. Tránh dây điện người ta rồi. Tránh dây điện thì không, mình chỉ ở đoạn bên này thôi, cần gì phải sang tận bên đấy đâu. Thì gọi là tính thì chỗ cái đang đứng bên kia thôi. Thì mình cứ lấy khoảng tầm độ cái chiều ngang này khoảng tầm độ mười mấy 20 mét là quá dư rồi mà. Chứ mình không cần phải lấy nhiều quá đâu, nghĩa là chỉ đủ cái nhà này, nhà bếp này. Đấy. Chiều dài là tầm khoảng tầm độ 15 mét. 15 mét là ok rồi. Có cả bếp, có cả nhà vệ sinh hết. Có cả bếp, có cả nhà vệ sinh rồi, còn cái chiều ngang như này mình chỉ cần khoảng tầm độ đây, mua mất hai thửa này là thoải mái luôn. Giữ nguyên cái thửa này. Và cái chỗ này thì nó cũng không có đá, nhiều cái anh em mình thi công nó cũng dễ hơn. Chứ còn lấy mà chỗ có đá thì đến lúc đi phá đá thì rất là vất vả. Như kiểu cái đợt nhà của cụ mình ấy. Cụ mình với lại nhà cháu say kia kìa. Đập đá rất là khổ và rất là vất vả luôn. Thì em cấy thì bản thân đã một mình, đã mồ côi rồi. Cấy có đi đổi được nhiều công không? Có đúng không? Đấy, bây giờ phải hỏi là đi đổi được nhiều công hay không. Để con biết là đến cái lúc đấy là có liệu có bao nhiêu anh em đến hỗ trợ hộ đúng mình rồi. Bởi nhiều anh mình đi rất là nhiều nhà, nhưng mà nhiều hộ gia đình kiểu như hoàn cảnh ấy thì người ta cũng không muốn về giúp ấy. Đấy, lo cái đấy thì vấn đề là phải đổi được công thì người ta mới về giúp mình. Nói chung là như kiểu là giúp đổi cho nhau thôi mà, chứ cũng không phải là hẳn là giúp đâu. Thì cái đấy cũng là một cái nét rất là hay của bà con ở trên vùng cao, một cách làm rất là thông minh. Đấy, thì cái chỗ này thì đây có cái hướng này đúng không, hướng là phải vào sống núi đúng không, cái hướng cửa ấy. Thì là vừa đẹp luôn. Thẳng lên đây đúng đây, đây đứng thẳng luôn. Đứng thẳng luôn cái hướng núi, mà ở đây thì không có đá thì không lo là ở dưới này có cái hủm gì rồi. Không. Đấy. Thì như này là đẹp. Nhưng mà mảnh vấn đề này đẹp ấy anh ạ. Vấn đề là bây giờ phải xem giá cả như thế nào đã. Nếu như mà ấy thì anh em mua ấy thì sẽ chỉ cần từ đây thôi, từ đây sang đến cái chỗ đường bên kia. Anh quay phim cho các bác cùng xem đến cái chỗ mà đường xuống phía bên kia kìa. Đấy. Đây thì chỉ cho các bác cùng xem cho nó dễ. Đây, đến là cái chỗ đường ở phía bên này là ok các bác ạ. Đây, cái chỗ em đứng này này. Đấy, em chạy sang đây để cho các bác cùng ngắm. Đấy, thì chỗ đấy đi đến này, đến tầm này thôi. Là rơi vào chỗ này là khoảng hơn chục mét một chút này. Đây, tầm này. Đấy, đến chỗ này là... Đấy, chỗ này là thoải mái luôn. Là nhà tắm, nhà vệ sinh, là nhà chính là ok. Thì cái là hai bố con, có thể sau này lấy vợ thì có thêm một đứa con nữa thôi. Thì mình sẽ chỉ cần làm cái nhà nó rơi vào khoảng tầm độ 55 đến 60 mét vuông. Đấy là rộng nhá. Còn nếu mà không chỉ cần 50 mét vuông thôi. Chiều ngang như này là 10 mét này. Chiều rộng như này là 5 mét. Và mình làm hai cái phòng ngủ, phòng khách mình để rộng. Đấy. Cái nhà em trước cũng làm chiều rộng này cũng 5 mét thôi mà. 5 mét thôi đúng không? Thoải mái mà. Đấy, là dùng ok, nhưng mà mình sẽ thiết kế theo kiểu khác, không thiết kế theo kiểu nhà của già nữa. Mỗi năm mình sẽ có một cái thay đổi. Ví dụ như năm ngoái cái mẫu nhà hỗ trợ thì anh em mình gọi là tối giản ấy, thì năm nay anh em mình hỗ trợ cho em cấy thì cái khoản hỗ trợ nó cũng lớn hơn so với các hoàn cảnh khác, thì mình sẽ cố gắng là mình làm nó đẹp chăm chút hơn. Đấy. Thì tránh tình trạng là phải làm nhà ống, tại vì là nhà ống ấy thì nó sát nhau ấy các bác, ở dưới kia chỉ có ở dưới xuôi là cái miền mà ít đất thôi thì người ta mới làm như vậy.
Đấy, còn nếu mà như chỗ này mà đủ làm một cái nhà, đấy, xong nhà tắm nhà vệ sinh có một khoảng trống nữa, có thể sau này làm chuồng trại các thứ, thì nó rơi vào khoảng tầm 30-40 triệu là hợp lý. Đấy. Còn nếu mà đắt quá mà không thể tìm được điểm nào nữa thì cái chỗ này vẫn là cái chỗ đẹp hơn cái chỗ 60 triệu hôm nọ. Mà thế em nó vẫn gần đường hơn. Em có một cái như này này. Là với cái tình hình thì theo cái miếng đất ở đây thì bây giờ còn chưa trồng thì em ví dụ với cái giá thì bây giờ mình có thể hỏi là hết cả cái miếng được không? Để làm sao? Thực sự là hai bố con em thì đất thì cũng không có. Em muốn làm sao mình làm nhà xong cũng như là có một ít đất để trồng rau các thứ, trồng rau có một cái thuận một thuận nào đó để mình trồng rau hoặc là trồng cái gì đó. Nhưng mà bây giờ phải xem giá cả chứ không nếu mà đất đắt quá mà mình đầu tư hết vào đất thì cái nhà này nó lại không ra gì. Vâng. Đấy thì bây giờ chủ yếu là cứ phải lo được xong phần nhà đã. Vâng. Còn canh tác các thứ thì nếu mà được hai cái thửa này nhá. Mình đào ra 5 mét thì từ trong kia ra đến chỗ này thôi. Ở là 5 mét này. Đấy, là thoải mái anh ạ. Là ok đúng không? Còn cái phần đằng trước này là sân hiên thì bên cạnh bên kia là mình có thể là mình làm ấy, làm cái vườn rau. Vườn rau, vườn rau chuồng gà, me me. Làm vài con gà để lâu lâu anh em lên thăm hôm mi cái là anh em mình còn có thịt gà để mổ ăn nữa. Đấy, Tết tiếc cái thứ là lên ăn xin con gà. Đấy, thì nếu mà được chỗ này thì đẹp, mà là chỗ này người ta chưa trồng thì chắc là người ta sẽ bán thôi, nhưng mà cái giá cụ thể nó như thế nào thì anh em cũng chưa được biết, nhưng mà vẫn phải quay để cho các bác cùng biết cái quá trình. Tại vì em cũng chia sẻ rồi đấy, nếu như mà anh em mình đi mua đất mà không quay lên thì các bác cũng không biết là cái giá trị nó như thế nào, hay là cái miếng đất đấy nó ra làm sao. Để cứ phải là cái thực tế mà anh em mình đi làm có như thế nào thì anh em mình quay như thế. Thì như này là một cái thực tế nhất để các bác có thể nhìn được. Và cái chỗ này thì rất là xa chỗ bố vợ em cấy rồi. Đấy, thì nên là cái ấy thì nó yên tâm hơn. Ở phía đằng xa xa kia các bác có thể nhìn thấy đấy. Nên bên kia là nhà của Lữ Bộ Đội. Đấy. Em Mỹ. Nhà em Mỹ ấy. Thì cái điểm này nó là đường bê tông, mọi cái nó di chuyển nó dễ dàng. Ở trên kia xuống thế này thì mình vận chuyển nó cũng dễ thôi, nó không khó. Đấy, chứ còn mà bây giờ bảo như nhà cấy thì vào trong đấy chở vật liệu thì có một viên gạch 20 thất mà có khi là còn hơn, bởi vì là nó rất là xa, hơn chục cây đường đất thì nó khó đi lại, khó di chuyển ấy. Ngày xưa là nhà già là mấy cây để đợt đấy đường đất ấy. Đường đất là 10 10 từ sáng vào là 10 cây. 10 còn cây. Còn bên quốc lộn vào là 7 cây. Ừ. 7 cây. Riêng 7 cây đấy là phải mất 10.000 tiền xe máy chở viên này. Một viên đúng không? Mà đấy. Cái gạch to đấy thì xe máy chở một chuyến được 3 viên, 4 viên ba, nhỉ? 3 viên. 3 viên. 3 viên. Ui, đường đất thì có khi cũng được 2 viên. Cái viên gạch to là mỗi viên là 15 cân. Đâu 18 cân chứ? 18 cân. 18 cân cái viên đấy. Vâng. Thì như này thì anh em khi mà đến giúp ấy, chuyển vật liệu ấy, thì ví dụ như kiểu là bây giờ mình lấy vật liệu đúng không, mình gọi 4-5 xe luôn tập kết chuyển đủ vật liệu xong mình mới bắt đầu xây. Thì cái quá trình mọi cái nó cũng sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Chứ mình không mất công kiểu là bị chờ đợi ấy. Còn đoạn này thì ô tô vào thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, đường bê tông mà ô tô nói chung là không phải xe to vào được, cái loại xe 3 khối rưỡi, 3 khối dưới, 3 khối là thoải mái vào là đi ok. Nhưng mà vẫn phải tránh trời mưa, tại vì đường này là nó nhỏ với cả nó rêu ấy. Thì cũng không đi được, vẫn phải tránh cái ngày trời mưa ra thì mới lấy được vật liệu. Đấy, các bác nhìn xem con xe ô tô nó bon từ đằng kia ra kìa. Không biết là có phải là chở nốt vật liệu cho nhà của em Mỹ hay không. Đấy, như thế này là quá là ok rồi. Một căn nhà nho nhỏ thôi, như cái căn của già là anh thấy là hợp lý này. Già là mấy phòng ngủ nhỉ? Của em là 2 phòng ạ. 2 phòng ngủ đúng không? 2 phòng mổ. Nhưng mà bếp là ghép chung ở trong nhà đúng không? Vâng, ghép chung vào cái con cái bức tường ngăn cách bởi cái phòng khách với cả bếp đúng không? Vâng, và phòng bếp. Thế thì bây giờ mình làm ấy thì mình sẽ bỏ luôn phòng khách rộng luôn. Vâng. Bếp mình làm một cái gian riêng. Vâng. Gian bếp mình có thể mình không chát được mà. Vâng. Đúng không? Vâng. Nhưng mà nghĩa là nó sẽ không bị ảnh hưởng đến cái nhà của mình sau này. Đúng rồi. Đấy. Còn cái nhà của em chỉ đun được bếp ga ở trong nhà thôi, chứ bếp lửa như vừa rồi anh ấy tham khảo nhiều nhà ấy thì không thể đi. Nó phải có một ống khói riêng, một ống khói cái bếp phủi riêng để nó ra ngoài ấy. Không, nhà em là không như nhà em Túng. Em Túng là có một cái lòi khói ra. Cái lò khói ra, thế em thấy anh cái quả đấy anh thiết kế được không? Vâng, được anh. Đấy. Thì nó tiện hơn đúng không? Bởi vì bà con mình không phải là lúc nào cũng có tiền để mà đổi ga để mà sử dụng đâu. Vâng. Đấy. Thế nên là như thế nó sẽ tiện hơn. Như mình củi các thứ thì mình có thể đi nhặt, có thể đi xa mình vẫn nhặt được, nhưng mà mình không tốn tiền. Vâng. Còn về đồng tiền ở vùng cao thì các em biết mà, nó rất là khó khăn. Vâng. Ở chỗ em là bởi vì em không làm bếp củi riêng
Do là em cũng có cái nhà thờ ấy, nhà thờ cúng riêng là em đun. Đun ở trong cái nhà kia đúng không? Vâng, đun trong nhà kia. Đấy, em chỉ là đun bằng ga ở trong nhà mới thôi, đun nước các kiểu thôi. Nướng là vẫn nhà trên, nhà cũ. Đấy, còn như cái thì làm phát rồi xong là nếu mà chốt được lô đất nào là anh em mình sẽ chuyển đều ra dựng ở đấy và cấp tốc luôn. Vâng. Đấy, tại vì là đi tìm đất cũng rất là lâu rồi nhưng mà thật sự là không phải như nào, nghĩa là cái số nó không hợp, nó không may mắn để mà mua được cái chỗ đất đấy đẹp ấy. Đấy, thì thấy cũng là một cái rất là ok. Nãy anh cái là chỉ cho anh em ở một mảnh ở bên kia đúng không? Đúng bên rồi. Dưới cái nhà xây kia đúng không? Đúng rồi. À, nếu mà bên dưới cái nhà xây kia cũng được, nó cũng gần cái đường bê tông, nói chung là vẫn đỡ hơn chỗ của ông cái này. Ở bên trong kia thực sự là đi lại nó khó quá, mình chỉ cần những cái điểm kia nó không cần phải sát hẳn mặt đường đâu. Là cũng ok rồi. Đây là có đường sẵn đấy. Đi nhà không thì bên dưới này cũng có một cái đường đi riêng này. Đấy, thì có thể là cái chỗ kia mình san, mình cũng không phải san nhiều, cái bờ ta luy nó không cao, nó ngang ngang cái điểm này thôi. Là ok thì em biết nhà chủ đất này rồi đúng không? Có. Thế thì anh em mình lên trên nhà để bàn bạc xem mà giá cả cái chỗ này nó như thế nào. Đấy, xong rồi nếu mà chốt cái ok đúng không? Thì ngày mai mang tiền vào mua và bắt đầu cắm cọc là đất từ đâu đến đâu. Là mình phải cắm cọc luôn. Cọc căng dây luôn. Cắm cọc căng dây luôn là biết cái chỗ đất của mình như thế nào. Đấy, thì như thế nó sẽ hợp lý hơn. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi lên trên nhà của người chủ đất nhé các bác nhé. Để xem tình hình là cái giá cả nó có ổn hay không. Anh em di chuyển lên trên nhà chủ đất các bác ạ. Lại phải leo đồi. Con đường nó bé quá nên là không có đi xe máy lên được. Với cả mưa trơn ấy. Này không đi được đâu. Ừ, có đi win thì đi được. Nhưng mà đi win thì hơi dốc. Sợ bốc đầu. Đầu nó nhẹ quá. Trơn quá chỗ này. Ở đây thì bà con ở sát nhau hơn. Đấy. Chứ còn là ở những cái điểm khác ấy thì kiểu mỗi người một núi các bác. Còn đây là đi lên trên nhà chủ đất này cũng là kiểu mỗi người một núi, mỗi người một chỗ luôn. Ui, bị Covid khỏi nhá, bây giờ cảm giác đi nó mệt lắm nhá. Em cứ đi một đoạn là bị thở, khó thở rồi. Được, nó... Ui, này không đi xe được đâu. Ui, cảm giác nó tối tăm á. Được trong rừng rồi. Đường này là mưa, hôm nay mưa ấy, thì phải chắc là tầm khoảng 3-4 hôm nắng thì mới được á. Nắng to, trong này nó rừng, nó nắng không vào tới. Thì các bác cũng biết đấy, đây cũng là một trong những cái mà tạo ra cái sự khó khăn của bà con ở trên vùng cao đấy, là cái giao thông đi lại ấy, nó bất tiện. Mệt quá. Dễ lắm. À đây à? Càng ngày càng đi sâu vào rừng. Mấy hôm nay thời tiết nó bắt đầu lại lạnh lại các bác ạ. Nắng mấy hôm. Cái này là cái măng ấy nhỉ? Cái măng là măng chua đúng không? Không. Không phải. Măng này có cành, có gai mà. À. Đấy, không phải đấy, không phải cây ở đâu. Cái này là măng chua được mà. Làm được đó. Đâu cái nhà nào? Nhà trên kia. Ủa còn trên kia nữa cơ? Ừ, trên này. Ui dồi. Ở đây Ồ đây cũng có cái nhà. Cũng bằng vách tre vách nứa này. Ở đây là có mỗi hai bố con đó. Nhà này á? Dạ. Hai bố con á? Vâng, hai bố con. Không vợ, không cháu sau nữa. Vợ mất là hay như nào? Vợ mất lâu rồi. Ui dồi. Cái nhà này cũng kiểu bằng tre bằng nứa này. Bằng sau thì đỡ hơn là có cái trình tường. Chắc cũng lâu lâu đấy. Nhưng mà cái khu này cũng chưa có điện thôi các bạn. Chắc là bên dưới kia đúng không? Cái chỗ đất thì có điện đúng không? Đây có người, có nhà có điều kiện vẫn kéo lên này. Tự kéo á? Dạ. Đây như cái nhà bên này là sử dụng cái điện mặt trời này. Năng lượng. Ôi, đây là nhà này á? Dạ. Ồ. Nhà trong đây. Ở nhà trong nữa. Ôi, chỗ này là hai nhà đấy. Chỗ này là hai nhà nối nhau. Hai nhà nối nhau luôn đúng không? Ồ, cái nhà này cũng kiểu vách tranh vách nứa như kiểu là cái
cái nhà gì nhỉ? Thằng nhà của hai cháu nhỏ mồ côi các bác. Cũng kiểu nhà như này nhưng mà nhà hai cháu nhỏ mồ côi thì nó tã hơn, nó hỏng hết rồi. Nhà này nhìn nó còn đỡ hơn một tí. Nhóc chê. Ừ. Ừ. Hai xe à nó. Ấy, tự à. Ôi, có cháu con đẹp chưa này. Ôi trời. Ờ may đây là được có cái bể nước nhỉ. Đây lấy nước mưa về uống này anh. Yên. Đợi nên đây chả là nhỏ đây chủ đây cho đây sổ trên học sao chủ đây ở trên học à, nước mưa đúng không đây vào xem này. Đây à, anh này chủ đất à? Đó. đúng ui nhớ xịn đây chả lời tàu á ờ nhớ xịn đây chả nhớ phải lời tàu này ô nhà bên kia nhà bên này nhà này cả hai nhà là một đúng không dạ. À đây là cái nhà của Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank tặng năm 2009. À đâu, ở bên trong này là vách đất mà. Vâng. Ồ, bên mặt ngoài, bên mặt ngoài này là à, hỏi anh xem nào cái nhà này dạ. Là kiểu gì? Dạ. Là kiểu gì sao lại được tặng mà sao lại được có mỗi một mặt này? Bị đổ à hay như nào? 99 bị đổ sao là 2009 là được bao nhiêu nhỉ? 13 năm rồi. 13-14 năm rồi đấy. 14 năm rồi tính. Anh ấy ngồi bên nào? Có anh ấy vào trong xem vào trong nhà có chỗ nào ngồi nói chuyện tí. Không phải bên kia có chó. Bên này nhà bên này này. Đây không phải nhà này. Phải mà. Ở chung một nhà đây đúng không? Mà ngồi bên này đúng không? Không ngồi bên này. Ờ thế thì bái anh ấy vào nhà đi không? Cái mình, đúng, đúng rồi. Mình có phải đâu, mình có phải chủ nhà đâu, vào nhà trước. Ôi giời. Chú chưa không cái bà thì cũng nhất chê. Dạ. Ừ. Chê ở này đây. Ờ bên này có bộ bàn ghế ngồi này. Anh em ngồi hết sang bên này đi. Ui. Ui ơi, trong nhà có mỗi cái bóng điện me me này. Cái nhà này thấp nhỉ, dài nhỉ? Vâng, thấp hơn nhiều. Cái vào ngồi đi, bảo anh ấy vào ngồi tí. Ngồi mấy anh em nói chuyện thế, bàn chuyện đất đai xem như nào. Mấy tỷ nó, ông có tiền nào nó? Buộc chó à? Buộc chó. Leo được lên đến trên này là cũng ông các bạn bị Covid xong cái sức khỏe mình nó giảm nhiều ấy. Yếu anh ạ, em cũng có thấy mà em là thanh niên mà cũng yếu lắm. Anh yếu đi bao nhiêu mà ngày trước đi bộ thì không đến nỗi như này đâu. Cái đợt mà chưa bị Covid lên nhà cụ mình là thong thả luôn ấy. Vâng. Và bây giờ là bị Covid xong là yếu. Thở khó. Cũng mong là sẽ mua được cái chỗ đất cho em cái nhanh để anh em mình sớm hoàn thiện cái công việc. Vâng. Đấy, để còn tiếp tục hỗ trợ hoàn cảnh khác ấy. Thật sự là nhà em cái ở trong một cái liều bạt là em cũng thấy lo bởi những cái mùa này là mùa mưa gió. Hey, chú ngồi đây này chú. Xin chào luật doanh nè. À giờ bên nào? Ờ, bây giờ thảo chim. Ơi, chim mồi, chim hầu chim. Chào chim á. Không có ai hút thuốc đây. Ai xuống đây này. Ồ. À giờ bên. Thế lâu hát hát đâu chim à? Lâu chèo chồng đâu. Lâu chèo à? Thế gọi bằng anh được, tôi 40 tuổi thì gọi bằng anh được. Sao? Em thì gọi là chú. Cái 98 nhỉ? 98 là gọi bằng chú được rồi. Còn như mấy anh em như anh bây già thì có thể gọi bằng 95, anh được. 95. Bên có 40. Mình cũng gần 30 rồi. Sau đến tuổi tranh vênh của cuộc đời rồi. Vâng. Hỏi xem nào, hỏi chú bảo là xem cái bán cái chỗ đất ấy, xem hỏi chú là giá nó khoảng bao nhiêu tiền. Đấy, với cả chú bán bao nhiêu thửa. Vâng. Xin chào. Hả? Ô, ông nói nhất liệu, ông thấy ông phải sao? Ở hậu này hay thì ở chỗ mùa này mà chỉ bao thì ở chỗ lúc đi trả phụ tham mà bé thì một số ít tiền do thế mà bé chỉ tao bao thì bé lọ bé này tham mùa con này giờ chưa mấy từ tin trả là bây giờ giờ chưa nhớ thì trả mà cũng thấy có giờ chưa có phải học một chế cho giờ chỉ tôi nhớ hả mà chỉ một tay là con này mà giờ nhớ thì bé
chỉ đi dù cho chỉ tốt là phải xì cho ấy nhất để tỏ giờ tỏ nhà uế anh nên tiền nhất để giờ để chẳng để chứa anh nhiệt trò ấy anh ấy có giữ để cho lò đi té giờ chứa anh để cũng sẽ để sẽ để nên họ dành lấy giờ để phải kho kho che cho yếu thì tốt nhất là phải xì giờ này sẽ để giờ chờ giờ tỏ nhà uế chứ một tay à chạy tỏ giờ tỏ nhà uế. Chú bảo là nào? Chú bảo là đất của chú thì cũng còn mỗi thửa đấy thôi, mấy cái thửa bật đấy thôi. Thì cũng còn ông mà trời từ tuổi ót rồi còn hai con dai nữa. Sợ sau này xong rồi không có nền nhà cho hai con dai ấy. Một là ở nhà này rồi nhưng mà còn than nữa. Và thì tức nghĩa là để cái chỗ kia lại để mà nền nhà cho con dai đúng không? Vâng. Khó nhỉ. Không, nếu được cái chỗ đấy thì đẹp, thật sự là rất là đẹp luôn. Nhưng mà bây giờ nếu mà như này thì cũng rất là khó. Em thử thuyết phục chú thế nào, thử thuyết phục chú xem chú có để thì, hỗ trợ cho hai bố con được không? Thôi khó khăn đấy. Bé cứ tin nhau trẻ sẽ đỡ nhưng dọn nhẹ thì chờ kho a mà như bé ôi chỉ tám non này. Ta chỉ mà ta chỉ mà mẹ cái này là có thử gì tốt tốt dọn nhẹ. Ấy từ chính mua mì kho ăn à thế thì hái ở lo sẽ giờ thì ăn nhảy lo mà cánh kho cỏ dầu ít lúc còn chơi chỉ dùng mà ta kho không mà cánh dầu lúc còn chơi mà cho kho gì dùng quá chứ mà giờ cánh lúc còn chơi mà không thấy kho hàng tàu thì mà tới sẽ tàu cá ở tới luôn nè mà cánh ít lúc mà thời gian là chỉ dùng chơi này ủa ở lúc thì chọn không chọn là chỉ dùng chơi giờ sẽ còn lo giờ ha chơi thì bây giờ rất mình giờ sẽ được tàu nhẹ thì vì đi nó đi học bé thì sao đấy chỉ liên chỉ a thôi mà nhở con nhìn gõ từ thì tung cái chuột nhẹ thế na bé thì thế nhưng chỉ một tay là cái nào bé thì thiên chuột tan nhiệt thứ thì chỉ tao chỉ lo sẽ giờ giả tao thì mà giả cái bé họ mới con kỳ nhà lý con cái nhẹ kiện kia họ hãy lo cho bé họ sao chỉ thả sẽ học đi chơi 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 tú này cũng sao chơi tú rồi mà tú nên thì nhớ nhớ thôi thôi có lý là chưa nhớ nên lò lò ý nhớ thì nhớ chỉ sai chỉ nhớ là biết hả giờ đi chào món thì có lò giờ có vậy mà ý là nhớ thì họ phải họ chịu lên thì ý họ với họ chào nhon một phải ý lúc một chân mà chui qua chứ mua hàng đầu tay là không phải cháu mi thôi tết sẽ cháu mà tết cháu luôn. Thì vừa rồi thì anh em cũng bàn bạc với cả gia đình ấy, già thì già bây giờ dịch lại để cho các bác cùng hiểu. Tại vì là thuyết phục hơn 2 tiếng đồng hồ ở đây rồi các bác, giờ đã tối muộn rồi. Vâng, thưa anh, vâng với lại thưa cả team và thưa các bác là anh chủ nhà, chủ đất ấy. Thì cũng đã nói là cái này thì cũng vội vàng quá ấy, là chưa thống nhất được cái vợ này. Bởi vì hôm nay vợ không có nhà là phải thống nhất vợ con xong là thế nào thì trả lời anh mình sau. Anh này còn hai người con trai nữa, vậy nên là cũng phải bàn bạc kỹ với cả gia đình. Vâng, vâng. Bởi vì một mình mà ở trong một cái nhà phải có cả gia đình thì mới thỏa thuận xong thì mới trả lời anh mình được. Còn hiện tại bây giờ chú một anh một mình thôi ấy, không thể quyết được ấy. Đấy, cả một bởi vì trên này đất là một cả một cái tài sản lớn nhất. Đúng rồi, tất đất vàng mà. Vâng. Kiếm được cái chỗ mà nguyên đất thì rất là khó. Biết là cũng nó rất là quý rồi thì thôi. Mình cứ để gia đình suy nghĩ một cách thấu đáo đã. Vừa rồi thì anh em mình cũng năn nỉ hết lời rồi nhưng mà vẫn phải đợi quyết định của cả nhà thì đấy vẫn là cái phương án hợp lý nhất cho anh em mình. Cũng như là về cả gia đình nữa, bởi vì sau này liệu nếu mà một mình anh ấy mà bán ấy thì con cái các thứ đi làm thuê về thì lúc đấy lại cứ xảy ra câu chuyện là tranh chấp thế này thế kia nó cũng không hay. Đúng không anh ạ? Đấy, thì mình tránh tình trạng là chia rẽ tình cảm gia đình. Vâng. Nếu mà chú cũng anh cũng nói rồi, bây giờ mà anh quyết một phát luôn ấy thì mình giao tiền rồi thì sổ đất đai thì mình cũng phải làm rõ ràng. Thì lúc đấy mà vợ con không đồng ý ấy, lại khó ra cho anh. Đấy thì lúc đấy là cũng khó cho cả anh với cả khó cho cả gia đình luôn. Vâng. Thì chắc là thôi mình cũng xin phép gia đình xong là anh em mình cũng di chuyển tung tắc đi về, chứ thực ra là mấy hôm nay thì anh em cũng luôn liên tục là đi tìm đất rồi mà hôm nào cũng đi muộn đến tối khuya mới về như thế này thì về cái sức khỏe cũng như là mọi cái nó cũng không được ổn đấy các bác. Thì thực sự là rất là muốn là nó nhanh nhưng mà nó lại không thể nhanh được, thì về làm nhà nó là cả đời thì thôi anh em mình cứ cố gắng là tung tắc dần dần đã, chứ còn không là cũng khó.
Vâng. Đấy, thì tôi chắc là xin phép gia đình nhé. Hai lấy má ở này hả? Đó, ở đó. Con nhớ thì là ở xa nhé. Một chiếc nhá, một chiếc nhá. Mà cho hạt kê vào tết nhá. Ừ, ừ. Thì xa mùa mà nó hạt kê. Ừ, mấy cái hả? Chứ đồ bó thì tôi sẽ hạt kê. Ừ, xin thả lên thế là có thể... Bà chú cứ bàn bạc kỹ với gia đình đi. Đấy, cái bàn bàn kỹ vợ con các thứ đi. Ôi giời ơi, lại một hôm muộn nữa. Hiện tại đang là 19 giờ các bác, trời đã tối rồi. Ủa, đây củ rong giềng hay sao ấy nhỉ? Ừ. Củ rong giềng á. Đây là những cái cày của bà con này. Ở trên này thì không sử dụng máy đâu các bác ạ. Nên là cái này là cái này như đổ bằng gang thì phải nhỉ? Gang. Cái này thì... cày bằng cho. Cái này bằng gang hay cái gì vậy? Dạ? Gang là cái này. Không, làm gọi là cái gì? Gang hay thiếc hay cái gì? Không phải thiết đâu. Cái này mới. Cái này em mua bằng cát cát kiểu sắt không phải, gang không phải. Ôi dồi ôi. Em không hiểu mà. Cái này em mua ở trong chợ đó. Giống như những cái nồi nấu cơm bằng gang, đấy là gang gang. Ờ, đấy là gang đúng không? Nồi nấu cơm các loại dày dày đúng không? Đúng rồi. Thế là đứng bằng gang rồi. Ơi, thực sự là hơi buồn một chút các bác ạ, tại vì là anh em cũng rất là cố gắng rồi, đi làm về muộn để có thể là mua được sớm rồi nhưng mà cũng chưa xong được ấy. Thì mảnh bên kia thì bây giờ cũng muộn rồi, cũng không đi sang để xem được nữa. Thì ngày mai có khi là anh em tự đi vào xem cũng được. Nói chung là anh em đi vào thì cứ ghi hình quay video kỹ chi tiết vào. Đấy, đấy thì về cái quá trình anh em đi mua để các bác cùng nắm được ấy. Ôi giời ơi, mệt mỏi quá. Liên tục như thế này. Ôi giời. Thôi cái ạ, đừng buồn nhá. Nói chung là cố gắng một thời gian thì cũng sẽ mua được thôi. Bởi vì là không được chỗ này chỗ kia, có khi là mình chưa có duyên ấy. Thì có khi gặp mảnh nào duyên thì mình đúng cái mình đã mua được ngay. Thì nó cũng là vấn đề bình thường đúng không? Thật sự là em cũng thông cảm cho cái... Bởi vì đất ở trong này quá đắt đỏ. Đúng rồi. Nếu mà như cái video trước ấy chia sẻ cho các bác cùng nghe với lại cũng đang nói với em ấy là nếu mà gần thì anh có thể là cho hoặc là anh Huân có thể là cho. Nhưng mà thật sự sao quá em cũng không nhớ là xa anh trai nhà mình phải không? Thế anh em ở dưới này cũng đông. Đấy, vậy nên là vấn đề là mong các bác là hết sức là đồng cảm với mấy anh em thôi. Bởi vì đi làm về đi sớm về khuya như này, anh em cũng không ai muốn cái cảnh này cả. Ai cũng muốn là thuận lợi mọi cái nó xong nhanh nhanh để mà còn lo được cho những hoàn cảnh khác ấy. Ví dụ như kiểu bây giờ em dậu bây giờ thì cái tiền làm nhà mọi cái cũng chưa đủ. Thì cũng rất là mong các bác sẽ tiếp tục đồng hành để hỗ trợ cho em dậu. Bởi vì là em ấy cũng là một hoàn cảnh rất là khó khăn. Và em sẽ cố gắng là liên lạc với cả người chồng của em dậu để mà đi tìm... đi đón về ấy các bác, bởi vì là khó khăn mà. Ui trời ơi, trời quá. Ui trời. Thế bây giờ thì thôi chắc anh em cũng sẽ di chuyển về nhà thôi. Bởi vì bây giờ là 7 giờ thì về đến nhà thì bây giờ cũng phải tầm 10 giờ, hơn 10 giờ rồi. Hơn 10 giờ đây. Đấy, thế nên là chắc là thôi anh em mình cũng tạm biệt cái đây về đón con đi không ạ. Gửi nhà hàng xóm lâu ấy thì nói chung là nhờ nhà đấy nhiều quá rồi. Thì bữa nào xong nhà thì mời tân gia ấy thì sang, nhưng mà anh sẽ gửi một ít quà để cảm ơn cái gia đình đấy. Bởi vì là rất là thương em cái luôn. Hỗ trợ từ cái ngày mà bé là... Thật sự nhá các bác nhá, cái này hơi tế nhị một chút nhưng mà đi xin đi bú nhờ ấy. Thì thực sự là cái đấy là hết sức là tế nhị luôn. Mà gia đình hỗ trợ em cấy cho đến bây giờ. Là bây giờ là cháu Tùng thì không, bây giờ không bú nữa rồi. Nhưng mà vẫn là em cấy mà đi đâu có việc ấy là gia đình đều trông hộ con cho em cấy. Thực sự là rất là đáng quý luôn. Thế trước là còn mua cả bỉm biết các thứ cho đúng không? Đúng rồi. Là cái chỗ cái anh mà bán tạp hóa đây đúng không? Vâng. Đấy. Thật sự là rất là đáng quý những cái tấm lòng đấy luôn. Có một cái nữa là tại sao những cái mảnh đất anh em đi mua thì nó lại đắt đấy các bác. Như cái chỗ mà nhà em Vân ấy, Vân hai con chỗ bạn Hiệp ấy, là cái chỗ đấy cũng không phải rẻ đâu các bác ạ. Vậy nên là anh em làm sao để cân đối một cách kỹ lưỡng nhất để mà có được nhà đẹp, có mảnh đất ổn, ok, gần đường và vẫn còn cái số tiền để sau này em cái có thể đầu tư phát triển kinh tế. Đấy, thì đấy là cái điều mong muốn của mấy anh em thôi. Chứ bây giờ thì
thực sự là muốn nhanh cũng không nhanh được, bởi vì là ngày nào cũng chỉ có công việc, ngày nào cũng công việc là đi mua đất nhưng mà không mua được ấy các bác đấy. Thì chắc là thôi mấy anh em cũng xin phép là khép cái video này lại ở đây. Rất là cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Thực sự là chốt một cái thương vụ bạc triệu nhưng mà không thành công để nói vui như vậy thì thôi cái đừng buồn nhá. Nói chung là cố gắng mình có duyên với mảnh nào thì mình ở chỗ đấy thì nó sẽ ok hơn nhé. Đấy, nói chung là xem gia đình có hồi tâm chuyển ý không, chứ thực ra là kiểu gia đình cũng không có đất mấy ấy. Thì cái được cái chỗ mảnh đấy đẹp thì bảo sau này để cho các con cũng phải bàn bạc này kia nữa thì anh em mình cũng rất là khó. Chứ bây giờ bảo đùng cái ông bảo bán, mình mua xong viết giấy xong tự nhiên là con về xong lại có này cái kia loằng nhằng đất đai ra nhà mình ở lâu dài, mình cũng không muốn như thế. Thì chắc là chúc các bác thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, và hãy luôn đồng hành cùng các team ở vùng cao để hỗ trợ cho bà con nghèo khó khăn. Có thể là không bằng cách ủng hộ, cũng như là các bác có thể sử dụng bằng cách đó là chia sẻ và lan tỏa cái video này và hỗ trợ anh em kênh đăng ký để mà có thêm những cái lượt tiếp cận mới đến những vị khán giả mới, các mạnh thường quân mới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những số tiếp theo trên kênh A Huân TV và Ngố Rừng Team. Xin chào các bác ạ. Xin chào các bác.